Kính thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi hội đàm với Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Trong bầu không khí hữu nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất Dmitry Medvedev bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam, trân trọng chuyển lời chào và thăm hỏi của Tổng thống Liên bang Nga Putin đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về sự tiếp tục quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai đảng trên cơ sở tin cậy chính trị cao. Lãnh đạo đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam đã tham gia các hội nghị quốc tế liên đảng quan trọng do Chủ tịch Đảng Medvedev chủ trì. Hai bên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, khoa học, kỹ thuật, giáo dục. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Nga. Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ với các chính đảng ở Nga, trong đó có Đảng nước Nga thống nhất, làm nền tảng chính trị cho quan hệ lâu dài và bền vững giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về các định hướng lớn nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa hai đảng, hai nước, như tiếp tục tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tin cậy chính trị qua các chuyến thăm, trao đổi cấp cao dưới các hình thức linh hoạt, nâng cao hiệu quả và mở rộng sự hợp tác về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, tăng cường trao đổi thông tin về tình hình quốc tế, hợp tác giữa cơ quan đối ngoại của hai nước, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế. Nhân dịp này, hai bên đã ra tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất với mục tiêu tăng cường hợp tác trên các vấn đề khu vực và quốc tế nhằm củng cố hòa bình, an ninh vì lợi ích của nhân dân hai nước, bảo vệ và tăng cường các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trên tinh thần các văn kiện, thỏa thuận đã ký giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước. Sáng nay, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã chính thức khai mạc và bước vào ngày làm việc đầu tiên. Kỳ họp thứ 5 dự kiến kéo dài trong 23 ngày làm việc. Quốc hội sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng, xem xét và thông qua 8 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, đồng thời cho ý kiến đối với 9 dự án luật khác có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội. Kỳ họp thứ 5 được đánh giá là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, xem xét quyết định những nội dung quan trọng về xây dựng pháp luật, giám sát cũng như quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Bên cạnh công tác lập pháp với số lượng 20 dự án dự thảo được xem xét cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp này, Quốc hội cũng xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, xem xét báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, giám sát tối cao việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn và tiến hành công tác nhân sự. Điểm mới trong tổ chức kỳ họp lần này là chia kỳ họp làm hai đợt và có thời gian nghỉ giữa kỳ họp kéo dài một tuần để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết, đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng cao khi được thống nhất thông qua và ban hành. Chiều nay, Quốc hội làm việc về công tác nhân sự. Với đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách đối với ông Lê Quang Mạnh, Bí thư thành phố Cần Thơ, và thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang. Kính thưa Quốc hội, cuối buổi làm việc sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Nguyễn Phú Cường, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hồng Hà. Sau quy trình thảo luận tại đoàn và tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, chiều nay Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín.
Kết quả, đa số đại biểu Quốc hội đã tán thành miễn nhiệm các chức vụ cho thôi đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Phú Cường và tán thành miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường đối với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Sau đó, Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội thông qua nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách đối với ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội bầu dự thảo nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đối với ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang. Sau quy trình thảo luận tại đoàn và tiếp thu giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, chiều ngày 22 tháng 5, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín để bầu phê chuẩn nhân sự. Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã bầu ông Lê Quang Mạnh, Bí thư thành phố Cần Thơ, được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa 15 và phê chuẩn bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư tỉnh Hà Giang làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đây là tiểu sử của ông Lê Quang Mạnh. Ông Lê Quang Mạnh sinh ngày 14 tháng 4 năm 1974, vào Đảng ngày 17 tháng 10 năm 2001, quê quán thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Từ năm 1997 đến tháng 6 năm 2016, ông Lê Quang Mạnh công tác nhiều vị trí tại Vụ Kinh tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, rồi giữ chức vụ Vụ trưởng. Từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 3 năm 2018, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Địa phương và Lãnh thổ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020, ông Lê Quang Mạnh là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 6 năm 2021, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Từ tháng 7 năm 2021 đến nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đại biểu Quốc hội khóa 15 và Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Tổ trưởng Tổ đảng. Tại kỳ họp thứ 5, ngày 22 tháng 5 năm 2023, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, làm chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Sau đây là tiểu sử của ông Đặng Quốc Khánh. Ông Đặng Quốc Khánh sinh ngày 2 tháng 9 năm 1976 tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có học vị tiến sĩ chuyên ngành quản lý đô thị và công trình tại Đại học Kiến trúc Hà Nội. Năm 1999, ông bắt đầu sự nghiệp với vị trí chuyên viên phòng thẩm định Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh. Từ năm 2003 đến 2016, ông Khánh giữ nhiều vị trí tại Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh, rồi Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, ông Đặng Quốc Khánh được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ngày 9 tháng 4 năm 2016, ông Đặng Quốc Khánh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 21 tháng 4 năm 2016, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2011-2016. Khi đó, ông Khánh 40 tuổi, trở thành Chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước. Sáng mùng 6 tháng 7 năm 2019, tại Hà Giang, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức lễ triển khai quyết định của Bộ Chính trị điều động bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Kể từ năm 2019 cho đến nay, trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, ông Khánh đồng thời đảm nhiệm các nhiệm vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14, 15 tỉnh Hà Giang, thành viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa 14, 15. Ngày 22 tháng 5 năm 2023, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026.